câu gọi. Có 49 con chó nhập cuộc một cuộc thi. Trong đó, số chó bé dại nhiều hơn số chó to là 36 con. Hỏi có bao nhiêu chú chó bé dại nhập cuộc cuộc thi? Đây chưa hẳn là bài toán khó, nhưng nó sự thật vượt quá bản lĩnh của đa số các đứa trẻ đang học lớp 2. Bài toán này phải vận dụng cả phép tính nhân chi chưa dạy trong sách giáo khoa lớp 2. Tuy nhiên, đáp án bài toán này còn khiến đa số chúng ta bất ngờ hơn. Gọi số chó bé dại là A, chó lớn là B, A, B. Ta có công thức như sau. Như vậy có 42,5 con chó bé dại nhập cuộc cuộc thi. Theo Beverly Feldiner,